rồi anh chào các bạn quay trở lại với cái video tiếp theo mình nhé thì ở trên Windows 10 có một tính năng khá là vui vẻ và hữu ích nó cho phép bạn là có thể sử dụng những thiết bị di động của bạn khóa cái máy tính của bạn lại ví dụ như bạn đang làm việc ở văn phòng đi rồi bạn đi đâu đó bạn bị quên mất là bạn không khóa máy tính lại sợ là người khác sẽ nhìn vô màn hình của bạn là thấy là trên màn hình bạn làm này làm kia hoặc là ví dụ như đang coi Tokuda mà lỡ mắc tè quá đi ra ngoài đi tè mà quên khóa máy lại cái, uh, sếp đến thấy Tokuda sếp khoái quá sếp lại ngồi coi hết cả bộ thì phiền đấy cho nên uh, trên Windows 10 người ta có cung cấp chúng ta một tính năng rất là hay đó là cho phép bạn sử dụng những thiết bị di động như thế này thông qua Bluetooth để các bạn có thể khóa cái máy tính của bạn lại từ xa bạn nha thì cái này hỗ trợ cả Android và iOS luôn, cho nên các bạn sử dụng hệ điều hành nào cũng được hết. và ở đây đương nhiên một điều đó là máy của bạn phải có Bluetooth các bạn nhé. À, đối với laptop thì quá dễ rồi, còn đối với máy bàn thì sao? nếu các bạn không có mà các bạn muốn sử dụng chức năng này, các bạn hãy mua một cái USB Bluetooth nó nhỏ nhỏ giống như là cái đầu receiver của những con chuột không dây ấy, các bạn cắm vào, thế là có Bluetooth thôi. và ở trên cái Windows 10 những phiên bản cũ ấy mình không biết có hay không tại vì mình đang test trên cái bản Windows 10 hay là tư cho nên nếu như các bạn xài những cái bản cũ mà không có thì các bạn cũng đừng có buồn nhá rồi ok chúng ta bắt đầu các bạn nhé rồi thì đầu tiên ở trên điện thoại các bạn sẽ mở cái bluetooth dùng cho mình nhé và trên máy tính cũng vậy các bạn cũng mở bluetooth chung cho mình rồi các bạn vào cái phần bluetooth này để cho nó tìm với nhau ha, cho hai thiết bị nó tìm với nhau. Thì ở đây ấy, cái máy của mình tên là Phú, mình đã tìm thấy rồi, do là mình kết nối nhiều lần quá nó đã lưu lại ở đây rồi. Thì mình sẽ chọn vào cái máy của mình này. Đó, nó báo connect như thế này. Và ở trên máy tính ấy, nó cũng báo thế này luôn. Thì mình bấm vào trên máy tính trước. Bạn bấm máy tính trước hay điện thoại trước cũng được nhá. Bạn nhấn là Z trên điện thoại thì bạn nhấn ok ok đây này để cho hai cái nó nhận với nhau đó lúc này trên máy tính nó báo là sức xịt luôn rồi này chúng ta nhấn close đây tắt đi ha rồi bây giờ là hai cái thiết bị nó đã nhận với nhau rồi ha mặc dù là trên điện thoại bạn nhìn này nó báo là Couldn't connect nhưng mà không sao đâu nó đã nhận với nhau rồi đấy bạn kiểm tra lại này ở trên máy tính này bạn thấy không nó đã nhận của mình là galaxy a 70 này đã nhận rồi cho nên không phải lo nữa rồi, bạn sẽ quay trở lại cửa sổ setting ở đây. Bạn vào cho mình cái phần là account đây này. Account đây nha. Rồi, cái điện thoại mình để xuống đi. À bạn vào account, bạn chọn sign option. Ở đây bạn sẽ chọn cho mình ở phần password này. Bởi vì muốn khóa máy thì bắt buộc bạn phải cho password vào cái win nha. Ví dụ ở đây mình sẽ add password vào. Password này mình cho ví dụ là số 1 đi cho đơn giản thôi một số thôi cho đơn giản nha Số 1. Rồi confirm số 1. Cái này mình để số 2 đi. Ví dụ là thế. Rồi next. Finish. Ok, vậy là chúng ta đã tạo password cho Windows xong rồi. Ha. Bây giờ mình sẽ xuống như đây, các bạn thấy cái phần là dynamic lock này. Ha, dynamic lock Thì các bạn thấy là ở đây người ta có ghi này. Windows can you device that appear to your PC to know when you are away and lock your PC when the device go out of range. Có nghĩa là nó nói là Windows có thể dùng cái thiết bị mà bạn đã kết nối với cái máy tính của bạn để khi mà bạn đi xa cái máy tính của bạn á thì cái máy tính nó sẽ khóa lại, ha khóa lại à, hoặc là bạn đi ra khỏi cái tầm mà bluetooth nó bắt sóng á là nó sẽ khóa lại nha thì cái này ấy, ở đây nó không có ghi rõ nhưng mà các bạn vào cái website của microsoft ấy, bạn coi thông tin thì nó nói là trong tầm một phút bạn nhé đúng một phút nó sẽ khóa lại nếu như mà bạn cầm cái điện thoại của bạn mà đã kết nối máy tính của bạn qua bluetooth đấy đi xa cái khoảng cách mà nói chung là cái điện thoại và máy tính nó không nó không có kết nối được với nhau nữa thì đúng một phút cái máy tính của bạn nó sẽ tự động khóa lại. Bạn hãy chọn đây cho mình này, chọn vào đây. Đấy lập tức bây giờ này, Thấy không máy tính và điện thoại nó sẽ kết nối với nhau. Bởi vì lúc nãy chúng ta đã kết nối qua Bluetooth rồi. Bây giờ mình sẽ test thử cho bạn coi. Bây giờ mình sẽ dùng máy quay mình quay từ bên ngoài đi, mình quay vào. Tại vì sợ lúc mà nó khóa cái màn hình lại thì cái phần mềm quay màn hình nó sẽ không quay được. Bây giờ mình sẽ thử tắt Bluetooth đi. À, vờ cũng như là chúng ta đi xa cái máy để cho nó bluetooth nó không kết nối được ấy. xem là nó có khóa màn hình lại không nha. Đây mình sẽ tắt bluetooth này. Đó. Rồi, chúng ta sẽ chờ tầm một phút đi theo uh, hướng dẫn của Microsoft xem là nó có khóa không nhá. Ok, nó đã khóa rồi, bạn thấy chưa? Nè. Đó, khóa rồi đó. Đó. <laughs> khóa rồi đó, nó chớp lên như vậy thôi nhưng mà nó không mở được đâu. Đó. Bây giờ ví dụ như là cái cái ông sếp mà đang coi lén Tokuda của các bạn ấy mà muốn mở thì ông sẽ phải là bấm vào đây rồi ông có bắt buộc vào. Đúng chưa? Đó, mà ông đâu có bắt buộc đâu. Còn bạn đến thì bạn đến thì bạn gõ bắt buộc vào mở ra thôi ừ um, có vào đó xong lại tiếp tục coi tokuda đúng không các bạn đó, bây giờ nếu như các bạn muốn uh, sử dụng tiếp tính năng này thì các bạn cứ on cái bluetooth lên ha on bluetooth lên rồi khi nào mà các bạn uh, đang coi tokuda mà bạn mắc tè à đó thì bạn đi à, bạn đi xong bạn tắt bluetooth đi một phát bạn quên bạn tắt bluetooth đi một phát một thôi là không ai coi lén được bạn hết nha rồi ok thì đây là một cái tính năng mình cảm thấy là vừa vui vẻ mà rất là hữu ích ở trên cái Windows 10 luôn Đây là mình đang xài cái bản Windows 10 2004 thì mình không biết là những cái bản khác có hay không Thì nếu như bạn đang xài những cái phiên bản khác thì bạn hãy kiểm tra lại nhé Rồi cái video này mình xin tạm biệt tại đây Cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo nha Bye bye Xin chào các bạn Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.